Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Đông y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài viết về tinh. Tựa đề là Tiết dục chư tinh. Mình bắt đầu viết. Tiết dục chư tinh nội kinh chỉ bát nhân chi số vi tinh kiệt chi niên thầy đương tiết kỳ dục thủy thiên kim phương
giải. Tố. Vắng. Luận. Lục. Dạ. B. Tình. Vật. Tiết. Kiến. Dục. Đường. Tuyệt. Hỷ. Nghi. Tiết. Bắc. Tri. Tiết. Nghi. Tuyệt.
miền Bắc. Năng tuyệt. Thử. Nhi. Ai. Sinh. Cái. Tự. Thủ. Chi. Dạ. Tư sanh kinh. Nhanh. Niên. Tứ. Dĩ. Đa. Phóng. Túng. Tứ. Nhĩ. Thượng.
Đây cái này từ này để từ từ là tra lại. Giác. Khí. Lực. Suy. Thoái. Xin đọc lại một lần toàn bộ cái kinh văn. Tiết dục. Chư tinh là tiết dục, các loại tinh, nội kinh, dĩ bát, nội kinh lấy tám, nhân chi số lấy tám, số tám người, vi tinh kẹt. Chi niên lấy trong số 8 người thì thấy là tinh bị kẹt. Thị đương tiết kỳ dục nên hạn chế sự ham muốn hỷ. Thiên kim. Thiên kim là bộ sách phương, là bộ sách thiên kim phương. Tải tố vắng luận, sách tố vắng luận nói rằng lục thập giả 60 là bế tinh vật tiết, bế tinh mà không cho tiết ra, kiến dục, đương tuyệt là không thấy được sự sắc dục hỷ. Vậy nghi tiết bất tri nên tiết là chừng mực không biết, tiết nghi tuyệt không biết điều tiết mà cắt đứt bất năng tuyệt chẳng được tuyệt, tọa thử ngồi thử nhi ai sinh là buồn rầu sinh ra, cái bao trùm tự thủ chi giả tự lấy đó. Vậy nhân niên tứ thập, con người mà 40 tuổi dĩ hạ trở lại, 40 tuổi trở lại đa hữu phóng túng, thường thì phóng túng tứ thập dĩ thượng, 40 trở lên tức
hỗn, giác là cảm giác mơ hồ, khí lực suy thoái, khí lực là sức lực thì bị suy yếu, giảm xuống. Chào tạm biệt các bạn.